xin chào các bạn đã trở lại kênh của Đạt Villa. Thì hôm nay mọi người biết không, đây là Tam Đảo ban đêm. Trời hôm nay rất là mưa, lạnh. Và quả này mà có con gấu mà ôm thì hai anh em mình chơi đánh nhau. Giờ là Trang La Mi anh ạ. Trang La Mi á? Ai đồ Trang La Mi. Nhưng mà bà ấy lớn tuổi rồi. Anh quên là anh em mình có bằng FC à? Nhưng mà nhìn có thoát. Thật sự mọi người là ở đây thì có tất cả cặp đôi hết rồi, có mỗi hai anh em mình là tôi nói thật là lúc đầu là bọn mình định mang dầu ăn đi, nhưng nghĩ lại là thôi anh ạ. Thì có chị Trang, chị cũng đi một mình, mà thật sự mọi người và chị mình thì hết nước chấm luôn, lênh láng nước chứ anh, nước lênh láng luôn, trời hú hú không chán vội. Chán vội ăn được 3 bát cơm. Phải nói là lét luôn. Lét luôn. Thì nói thật sự mọi người là hôm nay mình với em Hùng sẽ có một màn cho đối với chị Trang. Đấy. Mình sẽ không sơi. Thử lòng thôi. Đấy. Nhìn bọn vẫn mình thế này thôi. Nhưng mà đi đúng về đây. Xá rổ về đây. Nhân tiện đây nhá. Hai anh em tớ chưa người yêu nhá. Ai chưa người yêu inbox cho bọn tớ nhá. Nhưng mà thử lòng nhá. Anh em nhá, thử xem bà Trang như mà mày nghĩ cái bài có đồng ý không? Em nghĩ là 90% anh ạ. Bởi vì 90% ở đây ấy, là do độ đẹp trai của anh em mình. Nói thật sự không, nói chung là để mà nó so sánh Sơn Tùng thì Sơn Tùng 10 thì mình phải 95. Nên là mình cũng phải tự tin đến 95% là sẽ gạ được chị Trang ngày hôm nay. Nhưng mà anh nghĩ chắc chị chỉ đồng ý mỗi anh thôi, còn mày thì em biết. Nhưng mà khỏe lắm. Khỏe lắm ạ. À. Một mình anh nghĩ là không đủ việc đâu. Đừng có nói, hơi uy tín đấy. Ngày đấy mà anh em mình, anh em mình là anh em mà. Ừ, mãi là anh em. Kèm nhá, kèm tiếp nhá. Threesome. Ở đấy uy rồi. Threesome anh em ạ. Anh em theo anh em mình nhá, đi thử lòng chị Huyền nhá. Chị Trang. Chị Trang nhá. Trang La Mi. Trang La Mi. Vui cái mồm ra. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Không được. Nhờ phần anh với nhá. Chúng mày vừa phải thôi. Đi. Chị đang nói chuyện với ai đấy? Bố vừa gọi. Bố thật. Mai con về nha. Vâng. Mai con về. Nope. Em bảo này. Thời tiết Tam Đảo này cũng lạnh. Chị có lạnh không? Chị có lạnh không? Chả lạnh vãi đái rồi. Đâu xem nào, lạnh mày mặc cái này. Lao gì? Ôi, thằng mấy thằng em thèm à? Thèm à? Nhảy cái con khỉ ấy. Nhảy gì? Nhảy ảnh à? Nhảy ảnh nhá. Ok, chụp nhảy ảnh thì chụp. Thế nhưng mà chị hôm nay đi mình đúng không? Dạ vâng ạ. À. Nhìn nói chung là hai thằng em cũng dai tân. Chị có yêu cầu gì thì chị cứ nói thẳng hai nam được. Có chắc là lái được không? Mày lái được không? Hay để anh? Hơi nặng. Hơi nặng à? Hay là kẹp zip? Được. Kẹp zip nhá. Xăm nhá. Ờ, xăm nhá. Thì bây giờ bọn em hội ý rồi. Hai nhỏ hơn thì nó vào sau. Bọn em to hơn thì vào trước. Nhưng mà em nghĩ là phải tôn trọng ý kiến chị Trang. Bây giờ nếu mà chị thích thì cả hai anh em vào một lúc. Đấy. Nhưng mà đã có bằng hết chưa? Em có bằng lái thôi. Chứng chỉ đàng hoàng nhìn uy tín này. Bằng gì? Bằng loại gì? Em bằng có bằng loại A, loại B, loại C. Bằng em, loại gì? Em là bằng xuất sắc. FC. FC à? Bằng thằng này bằng FA, còn em bằng FC. Nét luôn như vậy, được không? Tiếc là mình là xe tăng. Các bạn có bằng xe tăng không? Xe tăng bọc thép. Ngày xưa đi bộ đội. Ghê quá nhỉ. Mà để mà bọn em mà chỉ cần bắn phát chúng luôn. Chắc phát trong chúng luôn. Bạch phát thanh chúng. Nhìn mặt anh không thì lắm. Ông đừng có mõm quá ha. Bình tĩnh thôi. Bây giờ như này nhá. Như thằng... thế là, như thế người ta lại bảo mình giống sinh Phú Thọ nhỉ. Mõm. Mõm. À rồi, sinh Phú Thọ thì nổi tiếng mõm rồi. Nhắc nó đây làm gì?
Nhưng mà em nói thật là để một thằng thì bọn em không đoán chắc, nhưng mà hai thằng thì chắc là em nghĩ là cũng đủ tải đấy. Chị có tải được không? Tân tá trông cũng gọi là có sức khỏe. Xin tự giới thiệu với chị, em là Hùng Covid, máy dập thủ đô. Còn em là Đạt Villa, máy đóng của thủ đô. Được chưa? Uy tín không? Nhìn mặt em uy tín này, nhìn mặt nhìn ngon đã. ngon ngay. Cũng xin giới thiệu với các bạn, mình là Trang Hà Nội, xe tăng bọc thép thủ đô. Không chắc chắn mấy. Không chắc chắn mấy. Như này mà còn kêu không chắc chắn mấy. Nhưng mà nhìn được tăng là thế nào, thì nhìn nó chắc chắn nope. Không? Được không? Quả này mà phụi gì. Chị em đứng quá. Đứng quá. Thế bây giờ như này nhá. Thế bây giờ cả mình về luôn đi. Lạnh này thì ở đây làm gì. Về luôn đi. Lại còn mưa. Kệ chú. Kệ. Mình cứ đi đá có lẻ ba thằng. Kéo riêng nhỉ? Kéo riêng. Đi cho đậm cúng. Lạnh quá. Thế để luôn. Tao trước nhá. Tao trước. Ôi. Chịu thôi. Ủa? Ai yêu rồi? Chơi nhau à? Hùng ơi! Đạt ơi! Lừa mình à? Lừa mình luôn! Tức thật! Tưởng chém được chúng nó rồi, nó lại bị lừa à? Ra rồi mà chúng nó lừa! Tức ghê luôn!